Đây là hình ảnh các bác sĩ đang gắp những con sán ở trong lá gan của bệnh nhân. Sán lá gan nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời thì nó có thể ăn mòn lá gan của bạn. Nó khiến cho gan bạn bị viêm, bị xơ gan và xấu nhất là ung thư gan. Sán lá gan đẻ trứng trong ống dẫn mật, nó rất dễ làm tắc và viêm ống dẫn mật. Nguy cơ cao bị nhiễm sán lá gan nếu như chúng ta thường xuyên ăn các đồ sống như là rau sống hoặc các loại rau mà sống thủy canh ở dưới nước như là rau cần, rau cải song, rau ngổ, rau muống và ăn các cái loại cá sống hay là ăn ốc chưa được chế biến kỹ vì ấu trùng của chúng sẽ cư ngụ trong những cái đồ ăn như vậy. Khi bị nhiễm ấu trùng sán lá gan, ấu trùng này sẽ xuyên qua tá tràng vào ổ bụng và di chuyển tới nhu mô gan và sinh trưởng phát triển tại đây và chúng bám chặt vào lá gan và hút các chất dinh dưỡng, đồng thời tiết ra các cái chất độc phá hủy nhu mô gan. Sau đó, chúng còn di chuyển vào đường mật để đẻ trứng và sinh trưởng trong khoảng thời gian rất dài. Nếu như không được phát hiện kịp thời, sán lá gan có thể ăn mòn lá gan của bạn, làm cho gan bạn bị viêm, bị xơ, tắc mật, xơ cứng ống mật, gây ra tình trạng xơ gan cổ trướng, ung thư gan. Đây là những bệnh lý rất nguy hiểm, có nguy cơ tử vong cao. Và đây là giải pháp cho bạn. Bạn hãy dùng viên Paraguay Blood để loại bỏ sán lá gan, những ký sinh trùng sống trong gan, sản phẩm hoàn toàn bằng thảo dược và đã kiểm nghiệm lâm sàng có hiệu quả thực sự. Bạn có thể dùng để phòng tránh 3 tháng một lần, một lọ 120 viên. Còn nếu bạn phát hiện ra mình bị nhiễm sán lá gan thì bạn sẽ sử dụng liên tục cho đến khi nào không còn sán lá gan nữa. Và đây là sản phẩm duy nhất có thể tiêu diệt được ấu trùng, trứng nang sán.